Bạn yêu thích chiếc loa sao 3 sao tút mới nhưng vẫn muốn tăng hiệu suất âm thanh lên một bậc? Hãy gắn thêm loa trầm không dây Acoustimus 300 và bạn sẽ cảm thấy được sự khác biệt giữa âm trầm và tiếng sấm rền. Được thiết kế dành riêng cho loa sao 3 sao tút 300, đây là chiếc loa Acoustimus tuyệt nhất mà chúng tôi thiết kế cho hệ thống giả bass tại gia. Trên thực tế, chiếc loa này mang lại hiệu suất âm thanh tốt nhất mà bạn có thể có đối với dòng loa siêu trầm cùng kích thước. Loa siêu trầm Acoustimus 300 kết nối không dây với loa sao 3 và giúp bạn chìm đắm hơn vào mọi thứ bạn nghe hoặc xem. Với mặt kính phủ cao cấp, loa không dây Acoustimus 300 có vẻ ngoài tinh tế mà bạn sẽ không thể tìm thấy trong một chiếc loa siêu trầm thông thường. Chiếc loa siêu trầm này mang đến giải âm trầm sống động từ củ loa mạnh mẽ, củ loa cơ rộng với công nghệ wetbot gần như triệt tiêu được hiện tượng méo tiếng. Việc gắn thêm loa Acoustimus 300 và loa sao 3 Stud 300 là sự kết hợp đỉnh cao mang đến trải nghiệm ra mắt tại nhà cho bạn. Loa Acoustimus 300 còn tuyệt vời hơn khi bạn có thêm loa âm thanh vòm không dây Invisible 300 để hoàn thiện hệ thống trải nghiệm âm thanh vòm hoàn chỉnh. Loa Acoustimus 300 được bán tại công ty cổ phần âm thanh Sao Mai, số 440 Trần Khắc Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0949 440 440, website saomaiaudio.com.